Sáng mùng 3 tháng 11, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn quận. Đến dự, chủ trì hội nghị và lắng nghe ý kiến của thanh niên quận Đống Đa có đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, quận ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, đồng chí Vũ Trà Vinh, phó trưởng phòng nội vụ quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, ủy viên ban chấp hành thành đoàn Hà Nội, bí thư quận đoàn Đống Đa. Cùng đến dự và trao đổi ý kiến có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận Đống Đa, Mặt trận Tổ quốc và đại diện các tổ chức chính trị xã hội quận, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 21 phường, cán bộ đoàn, hội chủ chốt các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, có 13 ý kiến của đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề như giải pháp, chính sách, cơ chế để thu hút nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là thanh niên có trình độ, sinh viên mới ra trường hoặc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, quan tâm định hướng, giới thiệu, tạo được việc làm ổn định cho thanh niên sau quá trình giáo dục, cảm hóa cũng như vấn đề việc làm cho thanh niên sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Nhiều mặt hàng không được mở cửa kinh doanh. Do vậy, nhiều dự án, mô hình giải quyết việc làm, khởi nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy đề nghị Ủy ban Nhân dân quận trao đổi với Ngân hàng Chính sách Xã hội để có chính sách hỗ trợ giảm lãi suất, gia hạn thời gian vay vốn, mở rộng các ngành nghề, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên ạ. Thì Ngân hàng Chính sách đã giải ngân được một số tiền trên 100 tỷ đồng cho 1.464 khách hàng được vay vốn để mở rộng kinh doanh, khôi phục kinh doanh sau đại dịch, cũng như là nhằm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như người dân giảm bớt cái khó khăn sau đại dịch. Liên quan đến cái việc này thì đến thời điểm này, với sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, phó chủ tịch trưởng ban đại diện của Ngân hàng Chính sách, và cũng thể khẳng định được là Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kết nối cái nguồn vốn từ ngân sách quận, nguồn vốn của thành phố, nguồn vốn của trung ương sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu đối với những người dân nói chung và các bạn đoàn viên thanh niên nói riêng có đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn sẽ được tiếp cận vay vốn và đáp ứng đủ nguồn vốn trên để giúp cho người dân cũng tạo cái điều kiện để khôi phục sản xuất. Nhiều đoàn viên thanh niên cũng đề xuất lãnh đạo quận Đống Đa xem xét có những hỗ trợ nhất định giúp đoàn viên khởi nghiệp dễ dàng hơn cũng như tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất xây dựng thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo quận Đống Đa đã giải đáp cụ thể về các ý kiến, kiến nghị, qua đó cung cấp những thông tin cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, quận ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận, cấp ủy và chính quyền 21 phường thuộc quận rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan công tác phát triển thanh niên, tiếp tục nghiên cứu, xem xét những đề xuất, kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Và qua gần 2 giờ tổ chức đối thoại thì đã có 12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị đã đăng ký và một ý kiến các đồng chí trao đổi bổ sung thêm liên quan đến 4 cái lĩnh vực lớn. Lĩnh vực thứ nhất là liên quan đến những vấn đề về chế độ chính sách an sinh xã hội, rồi những cái mong muốn của thanh niên về thực hiện các hỗ trợ đối với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm công ăn việc làm. Lĩnh vực thứ hai mà các bạn quan tâm nhiều là cũng liên quan đến các cái lĩnh vực về tư pháp và hỗ trợ tư pháp, cũng là cái quyền lợi mà chúng ta cần được quan tâm. Lĩnh vực thứ ba là các bạn cũng quan tâm đến những vấn đề về quản lý môi trường đô thị, cần được có những sự quản lý tăng cường nó tốt hơn, rồi công tác về quốc phòng quân sự địa phương, đặc biệt là liên quan đến cái việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các cái chế độ chính sách và việc xử lý đối với trường hợp mà không thực hiện tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Thì qua các ý kiến này của các đồng chí thì các đồng chí trưởng các phòng ban các đơn vị liên quan cũng đã thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo quận
vừa là tham mưu vừa là trực tiếp để trao đổi và trả lời lại những ý kiến của các bạn đã nêu. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi thấy là về cơ bản thì các ý kiến trao đổi lại của các đồng chí lãnh đạo các phòng ban các đơn vị thì cũng đã đáp ứng được cái nguyện vọng, cái mong muốn của các bạn thanh niên, và cũng đã đi sát vào những câu hỏi mà các bạn đã hỏi